Lít mới 2025, Lít mới đã chính thức có mặt tại cửa hàng bên mình. À, như các bạn biết thì hiện tại thì bên mình đang có sẵn hai màu như ở trong video mình đang có đây. Và bây giờ mình sẽ nói một chút thay đổi của bản Lít 2025 so với bản 2024 nhé. Về thiết kế bên ngoài thì chắc chắn là nhìn mặt đằng trước là các bạn đã thấy nó rất là khác biệt rồi. Như phiên bản của 2024 thì nó sẽ có một ít mạ chrome ở đây. Nhưng ở đến hai bản 2025 thì nó sẽ không còn cái phần mạ chrome đó nữa, và thay thế vào đó là nó sẽ chuyển ra phần ngoài cùng của mặt nạ này. Đây là phần mạ chrome ở ngoài. Còn ở phần này nó sẽ thay cho nó là phần nhựa đen, hoặc thay thế toàn bộ phần nhựa đen ở đây nhá. Thay đổi rất khác biệt ở phần mặt nạ. Ngoài ra trên mặt chỗ đèn pha cũng vậy. Phần mạ chrome ở bản 2024 thì nó sẽ rất là to. Tuy nhiên thì ở bản 2025 đã được thu gọn lại, tinh tế hơn và sắc nét hơn. Đây, phần mạ chrome của bản 2025 đã được thu gọn lại đây rồi các bạn nhá. Đây là về phần thiết kế bên ngoài. Còn ở bản 2025 này thì Honda cũng vẫn sẽ chia bản thành 3 phiên bản tiêu chuẩn, cao cấp và đặc biệt. Ở ba cái bản này thì cái điểm khác biệt lớn nhất mà mình nghĩ là các bạn cũng mong chờ nhất đó chính là phanh ABS. Thì ở bản 2025 này thì ở bản đặc biệt, thứ nhất là sẽ bổ sung thêm một màu mới, đó là màu xanh nhám. Và ngoài ra cũng vẫn sẽ có màu đen nhám như trong video bạn đang xem đây, và được bổ sung đó là hệ thống phanh ABS này. Trước đây thì cũng rất nhiều bạn hỏi là tại sao mà Lít chưa có phanh ABS, thì hiện tại đã có rồi nhá. Và Lít sẽ được mở bán chính thức vào ngày mùng 4 tháng 9. Vậy nên thì bạn nào quan tâm thì hãy liên hệ với mình để mình có thể tư vấn thêm rõ hơn về các màu xe cũng như phiên bản cho các bạn được theo dõi. Và đi sâu hơn về cái thay đổi của xe Lít thì các bạn có thể thấy ở trên mặt đồng hồ này. Ở trên mặt đồng hồ của xe Lít á. Ở trên mặt đồng hồ của xe Lít thì ở xe Lít mới này nó sẽ có các thêm các họa tiết và hoa văn mới tinh tế hơn, đẹp hơn. Như phản quan của mình thì mình thấy ở Lít của 2025 thì mặt đồng hồ được thiết kế đẹp hơn rất là nhiều so với Lít của 2024. Và điểm khác biệt tiếp theo đó là phần hộc đựng đồ phía trước nhá. Cái phần mở cũng sẽ khác biệt hơn này. Nhìn ở hộc đựng đồ chắc chắn hơn này, rộng rãi hơn. Và ngoài ra thì cổng sạc cũng được thiết kế mới. Nó không phải là chân sạc USB nữa, mà thay vào đó đó là chân sạc 2C à? Và thay thế là đó là cổng là chân sạc 2C này. Đó. Đó là phần tiếp theo. Về thay đổi nữa của xe đó là phần về cốp đồ. Về hộc đựng đồ thì vì dung tích của nó cũng vẫn là 37 lít như đời Lít của 2024. Tuy nhiên thì nó sẽ có thêm hai sự khác biệt. Một đó là sẽ có thêm vách ngăn hộc đồ. Bạn có thể thay đổi vách ngăn này. Đó. Và ngoài ra thì nó sẽ có một cái điểm khác biệt nữa là sẽ có thêm đèn soi hộp đồ nhá. Để ví dụ mà bạn có muốn lấy đồ trời tối thì bạn có thể lấy đồ dễ dàng hơn. Đấy là hai điểm khác biệt nhất về cốp của xe Lít này. Còn ngoài ra thì về cân nặng cũng như là về mức tiêu hao nhiên liệu thì theo mình nghĩ thì vì là Lít vẫn là sở hữu như mình nghĩ thì Lít thì nó vẫn đang sở hữu là động cơ ESP cộng và là hệ thống kim phun điện tử rồi. Vậy nên ở các bản nào thì cũng sẽ rất là tiết kiệm xăng thôi. Bây giờ mình sẽ ngồi thử cho các bạn nhìn xem là dáng xe Lít mới có đẹp hay không nhá. Ở bản Lít mới này á thì mình thấy là màu đen cũng sẽ rất là đẹp này, thêm hệ thống phanh ABS này, thiết kế mới cũng rất là, về chiều cao yên thì mình nghĩ là cũng ok thôi. Như mình mặc váy này, chiều cao của mình là khoảng 1m55 thì mình ngồi cũng rất là ok. Dáng Lít thì từ trước đến giờ mình thấy là con gái cũng vẫn rất là đẹp đó. Nói chung là bạn nào chiều cao tầm như mình hoặc có thể thấp hơn một chút thì vẫn có thể ngồi được nhá. Đây là mình còn đang mặc váy zip thì có thể khó hơn một chút, tuy nhiên thì vẫn là ngồi được, vẫn là ok. Cân nặng thì nó vẫn tương đương như là Lít cũ thôi, Lít của 2024 thôi. Hiện tại thì bên mình đang về được có hai màu là màu xanh và màu đen, nhưng ngoài ra nó sẽ có thêm các màu khác nữa, ví dụ như màu trắng, màu đỏ. Và thêm một màu mới như đầu video mình nói đó là màu xanh nhám. Hiện tại bên mình chưa về màu đấy, tuy nhiên thì khi nào về mình sẽ quay cho bạn xem. Và như đầu video mình cũng nói đấy, ở bản đặc biệt thì nó sẽ có thêm phanh ABS ở màu xanh nhám và màu đen nhám nhá. Và bên mình vẫn đều có hỗ trợ trả góp với tất cả các dòng xe, kể cả xe Lít mới. Các bạn chỉ cần trả trước từ 7 cho đến 8 triệu là các bạn đã có thể lấy xe rồi. Và đặc biệt hơn nữa là đối với những bạn ở xa thì bên mình có thể hỗ trợ từ 500 cho đến 1 triệu khi các bạn qua bên mình mua xe, hoặc là ở các tỉnh lân cận thì bên mình có hỗ trợ ship xe nhá. Và một điều nữa mình nghĩ các bạn đang quan tâm là về giá xe. Mặc dù là chưa có giá chính thức mở bán, nhưng mà theo mình nghĩ
thịt ở lít mới 2025 này thì giá cũng sẽ chỉ tương đương như lít cũ thôi, nó cũng không sẽ chênh nhau nhiều. Còn nếu có chênh nhiều thì cũng chỉ có thêm là chênh ở hệ thống phanh ABS ở bản đặc biệt thôi. Hiện tại chưa có giá cụ thể, nhưng khi nào mà có giá cụ thể thì mình sẽ cập nhật tiếp cho các bạn xem về cái giá xe mới của mẫu lít 2025 nhé.